Trong bối cảnh năm 2020 chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lụt, Đà Nẵng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thêm những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là thành phố tích cực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo để trình Chính phủ, rồi sau đó là trình Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép Đà Nẵng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Đây là bước cụ thể hóa, là hành lang pháp lý quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục có bứt phá theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sau quá trình chuẩn bị công phu, bài bản, dự thảo nghị quyết về thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng đã được 445 trên 451 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Với đặc thù của Đà Nẵng, đây là mô hình phù hợp, kỳ vọng giúp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có thể nói rằng cái mô hình chính quyền đô thị nó là một cái mong ước, là một cái khát vọng của nhân dân thành phố Đà Nẵng từ hàng chục năm nay. Nó cho phép rút ngắn được tất cả cái khoảng không gian, thời gian để giải quyết những cái vấn đề nảy sinh cũng như là phản ứng của chính sách để đảm bảo các cái mục tiêu nó phải đạt được yêu cầu đề ra một cách nhanh chóng. Trên thực tế, Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở 7 quận huyện và 45 xã phường trong giai đoạn 2009-2016 và tổng kết cho thấy kết quả tốt. Đặc biệt, thành công nhất là thành phố đã chọn được mô hình thích hợp vừa nâng cao vai trò quản lý nhà nước, vừa đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân chúng tôi thấy rất là cái chính quyền thời đó là người ta làm cũng sát với dân và cũng xứng tầm cái nguyện vọng của dân, đáp ứng được nguyện vọng của dân. Nhưng công việc cũng rất là tốt, cho nên không có gì ảnh hưởng. Để cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội, Bộ Nội vụ đã chủ trì soạn thảo nghị định của Chính phủ về quy định và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Trên cơ sở dự thảo nghị định, các đơn vị, địa phương của Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để bàn thảo và giải quyết các vướng mắc bất cập trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phù hợp, đây chính là yêu cầu trọng tâm khi Đà Nẵng triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ tháng 7 năm 2021. Trong nghị quyết của Quốc hội đã có cái cụ thể, ngoài cái thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở thành phố, ở quận, rồi ở phường, thì có thêm một số chức năng nhiệm vụ mà được Quốc hội ghi vô đó. Thì trên cơ sở đó thì cũng là cái dịp để chúng ta rà soát lại cái đề án vị trí việc làm, cái chức năng nhiệm vụ để chúng ta tính toán cái biên chế cho phù hợp, cân đối cái nguồn nhân lực, đảm bảo cơ bản cho tất cả các cái cơ quan đều thực hiện được cái nhiệm vụ. Với việc thực hiện thí điểm theo nghị quyết 119 của Quốc hội, Đà Nẵng dự kiến sẽ tinh gọn hơn 1.400 biên chế cho các chức danh Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường. Theo tính toán, ngân sách sẽ giảm gần 44 tỷ đồng mỗi năm. Chính quyền đô thị lần này là nó phù hợp để làm sao chúng ta thiết kế cái bộ máy nó tương thích với lại cái đặc điểm, cái tình hình quản lý của thành phố, làm sao chúng ta vận hành được một cách tốt nhất từ cái nội dung thành phố mà chỉ đạo xuống cho quận huyện và xã phường. Nó đi một cách nhanh nhất và nó mang lại một cái kết quả tích cực nhất. Khi chúng ta tổ chức triển khai theo cái phương án này là đảm bảo cái tinh thần của nghị quyết Trung ương 6, là chúng ta thu gọn được cái bộ máy. Cái đường mà mô hình đô thị là nó đơn giản lại một số bộ phận, ví dụ như là không còn cái hội đồng nhân dân phường mà có hội đồng nhân dân quận. Cho nên làm cái mô hình đô thị là rất là tiện lợi cho người dân. Đà Nẵng là địa phương phát triển năng động, là động lực cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thực hiện mô hình chính quyền đô thị là nhu cầu phát triển tất yếu của Đà Nẵng, là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển, có sức thu hút và lan tỏa lớn ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển chung của cả nước như mục tiêu nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đặt ra.